chú ơi, lại là Mẫn đây. Sáng nay Mẫn sẽ đi thăm lờ cá. Cô chú đi thăm lờ cá với Mẫn nha. Trời ơi. Ủa hả, Mẫn bắt quá trời ốc luôn rồi. Nó nổi lừ kinh hết trơn cô chú ơi. Trời, tính hông quá. Bự quá. Nổi gì nè, mới mê nè, trời ơi. Nổi đầy hết trơn cô chú ơi. Cái này mà ở dưới nội hiện tại là người ta cân 6.000 1 kg luôn. Ôi trời ơi, dữ vậy ta, cái ham dữ dằn nè. Rớt. Ủy con bán con cá hả ta? Ủy con kẹt con cá. Cái lò Mẫn nó nhúc nhích cơ chú ơi. Cũng đặt ở chân đường nước luôn nè. Nước ngọt của mình nó trắng tươi cô chú. Trắng tươi luôn. Chứ trắng thiệt luôn á. Mấy giờ? À, cá thác lát này, cá thác lát thường. Cái con cá thác lát này nó có hai loại cô chú. Một loại cá thường là nó không có cơm nè. Rồi cá kia là cá cơm. Nhưng mà cô chú đi chợ, cô chú gặp con cá này cô chú nhớ mua ăn nha. Cái con cá không có cơm á là cái thịt nó sẽ dai hơn nhiều luôn. Ăn nó ngon hơn cá có cơm. Luôn.
vị dưới nội nó đen hơn nha. Cái mình nó đen hơn. Nào, có cá rồi con chú ơi. Ủa con chú này nó dãy vậy. Móc cái đã. Ớt hả? Mua cho cặp ếch con trời. Vô cặp ếch. Nhìn ếch luôn cô chú ơi. Được vô được cặp ếch. Thank you.
tuyệt vời luôn. Trời, tự nhiên chụp vô sao quá vậy. Thank you.
Bơi vô trong đi. Cô tính khoe cái với cô chú ngoài này luôn, nhưng mà ngoài này nắng quá rồi. Nắng dữ vậy. Ốc cũng bắt không nổi luôn. Thả nào mình thấy mấy đứa nó đi còn bắt buổi chiều không, nó lụm buổi chiều. Im quá. Thank you.
hội hiện tại đang kiếm ốc này nè cô chú, cho cua ăn, cho cua, cho tôm ăn, cho tôm ăn chứ lộn, trời ơi, nói bậy không à. Giớn cá không có chạy cá lồng tông, cho nên là không có cho ốc ăn được, không có cho cơ cá ăn được. Ăn cá tươi nước ngọt mình nhìn thấy mê quá. Còn một xô ốc trong kia này nữa, để mấy con coi đặt ra nó nhiều không, cho nó ăn cho no hàng lần luôn. Chứ nuôi thức ăn nuôi không nổi cô chú ơi. Nuôi có cái buồng nhỏ mà có 50 con hà, 50 cá chơi hà. Buồng lớn hình như cũng có 10 con hà. Tại vì ăn lay dai và nó bự mới ăn lay dai. Lâu lâu cái thèm cá chơi cái bắt một con lên ha. Chú thấy mẫn lùa vậy chứ không có sợ bị đứt tay đâu. Lùa, kiểu như mình cái gì mình quen hết trơn rồi, mình biết cách làm, không sợ. Cái này đặt chắc đủ cho con mùng nhỏ ăn. Cán o bàn cá cho nó bự. Nhặt con cái bàn cá này người ta không cân nè, vẫn nuôi vẫn ăn không à. Ủa nó nghe tiếng rồi kìa. Cá nó cũng khôn chứ bộ. Đói. Nhưng mắn chạy đặt 2-3 cái giớm, 2-3 chỗ đặt giớm là không có đủ cho cá ăn luôn. Ủa trời ơi, như thế luôn. Rồi này, cá ăn đói quá rồi. Rồi đâu có ốc cho vịt ăn đâu phải không? Không ăn. Ngỗng có nội thấy vậy chứ ăn ốc nhiều lắm. Nhiều người kêu ngỗng không có ăn tạp đâu mà ngỗng ăn ốc. Thấy giờ đập biết nhiều trái mô luôn trời. Thank you.
Mẹ vẫn đang chiên thịt cô chú. Sáng nay mình sẽ ăn chiên canh mốt hả mẹ? Được hai trái mốt. Khóm này xíu mình sắp còn mỏng khóm ra mình ăn. Thịt vàng này ngon quá. Bữa nay trời không có mưa. Bữa nay ông trời quá trời đẹp luôn. Bữa nay giặt đồ phơi nắng im lắm. Cái mớp này non dữ nha. Nãy cháy nó bự dữ mà non quá mẹ. Không có vàng, không có cá nữa. Ừ, không có vàng. Để con trọng dây 2 dây ở trong đây mới được. Trọng con tính làm cái vàng che cái miếng chỗ của con đó, được không ta? Kinh vô cái vàng cũ của mình đấy ha. Đâu có được vô nhà. Đen đâu có được vô nhà. Đen. Được. Vô chung ngọt ngọt này dễ à. Cái đầu này vô là mới được nè. Khóm này bán mua dưới nội nè. 2 trái 25.000. Sáng hôm nay vẫn mỗi chua cá của chú ơi. Được một món ốc cho cá ăn cũng ngon nè. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo về Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Sáng nay thì Mẫn sẽ ăn thịt chiên, canh bớt cộng với khóm. Khóm mình kiểu như mình làm như chua vậy, chua chua ngọt ngọt. Ăn với thịt chiên thì nó ngon. Cộng với một ít nước súp là mớt, canh bớt. Đúng bài luôn. Con nấu nước nhiều nó như vậy hả? Nó chín rồi nó nhảy nổi. Ừ. Nổi.